Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo cực kỳ là ngon. Vì cái kèo này chúng ta sẽ khai thác cái đồng hot được phân phối từ cái ví Near Wallet. Và cái dự án này thì nó được phát hành từ cái dự án Near Protocol. Thì cái dự án đây là cái trang Twitter chính thức của dự án thì cũng đã có cái tích vàng, và mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái thông tin chính thức về cái việc mà khai thác cái đồng hot token này. Ở trên trang Twitter của dự án thì có một cái bài đó là tai bị bỏng mũi mũi đấy, đó là vị trí gì hấp dẫn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo khai thác cái đồng hot cực kỳ là ngon. Vì đây là chúng ta sẽ khai thác ở trên cái ví Near Wallet và cũng được là chính thức từ cái dự án Near Protocol. Thì đây là trang Twitter chính thức của dự án, thì các bạn cũng sẽ thấy là có cái chia sẻ về cái chương trình khai thác cái đồng hot này ở trên cái ví Near Wallet đây đó. Thì các bạn có thể đọc cái thông tin đó, thì cái link tham gia này thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video, vì chúng ta sẽ làm ở trên cái link bot và chúng ta sẽ tham gia, chúng ta khai thác cái đồng hot này, và cứ hai tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ là claim 0.01 cái đồng hot một lần các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tham gia. Thì cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả của video để các bạn kích vào. Thì khi các bạn kích vào thì nó sẽ ra cái phần link như thế này, thì cùng chúng ta sẽ kích vào cái nút start cho mình nhé. Đó, các bạn chờ nó load. Chúng ta sẽ khai thác cái đồng hot này ở trên cái Telegram. Đó, thì nó sẽ hiện cái phần thông tin như thế này, thì chúng ta sẽ tạo cái ví Near Wallet, thì các bạn kích vào tạo ví cho mình này. Rồi, bước tiếp theo ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái mã mời của mình. Đây là cái mã mời của mình đây này. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, và các bạn khi các bạn tạo thì các bạn sẽ thấy cái username Telegram của các bạn ở đây, nó cũng chính là cái mã mời luôn. Đó, thì ở đây các bạn sẽ thấy được cái phần mà cụm từ bí mật. Thì các bạn sao lưu, các bạn kích vào cái mũi cái phần mà tẹp này, các bạn sao lưu cho mình cái cụm từ bí mật này, và các bạn cất giữ cẩn thận, tránh về cái việc để lộ chúng ta sẽ mất cái tài sản của chúng ta, cũng như là sau này thì chúng ta nhỡ đâu chúng ta xóa mất cái ví này thì chúng ta còn có khôi phục cái ví này lại. Đó, thì sau đó thì các bạn kích vào cái nút này cho mình. Rồi sau đó thì các bạn kích vào cái nút Near này. Đó, các bạn kích vào đây cho mình này. Thông tin ở đây nó báo là đây là ví không giám sát và dựa trên Telegram và được thiết kế cho giao thức Near dễ dàng nhập hoặc là tạo tài khoản chuyển token và khai thác hot. Ví này hoạt động độc lập với tài khoản Telegram của bạn và đảm bảo tất cả các dữ liệu được lưu giữ cục bộ an toàn trên thiết bị của bạn. Đó, và đây là cái phần mà thông tin hỗ trợ. Thì các bạn kích vào cái nút menu, sau đó các bạn kích vào nút Start cho mình. Rồi thì các bạn kích vào cái nút này cho mình này, cái dòng thứ hai nhé. Còn cái phần Open Wallet này chúng ta tạo ví, còn trên này chúng ta sẽ join vào cái nhóm Telegram của dự án. Thì các bạn kích vào cái nút Hot Coin cho mình này. Đó, sau đó thì các bạn kích vào cái nút Start cho mình này để chúng ta đào. Rồi, ở đây chúng ta sẽ tạo lại ví nhé. Lúc nãy là mình chưa tạo ví, các bạn bấm vào đây này. Đó, các bạn chờ nó khởi động. Các bạn chờ nó load đến 100% nhé. Rồi, như vậy thì là nó đã load xong và các bạn sẽ nhấn vào cái nút mà claim cho mình đây này. Đây các bạn kích vào cái nút claim này nhé. Tiếp theo các bạn nhấn vào continue cho mình. Các bạn nhấn continue. Nhấn Start Mining. Sau đó thì các bạn nhấn nút Claim. Rồi các bạn chờ nó load tiếp 100% cho mình.
Nếu như mà nó bị nhảy như thế này, chúng ta lại kích vào nút Start trở lại nhé. Đó, thì chúng ta đã sẽ quay trở lại cái phần này. Thi thoảng nếu như nó bị nhảy thì chúng ta sẽ bấm lại thôi. Và nó sẽ quay trở lại cái phần này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy được cái phần mà máy nó đang khai thác ở đây. Các bạn thấy cái con số nó đang nhảy ở đây nhé. Thì để mà tuyển Z thì các bạn kích vào cái nút này cho mình này. Tiếp theo các bạn kích vào đây. Đó, các bạn kích vào copy link và như vậy thì chúng ta sẽ copy được cái link mà chúng ta chia sẻ mời bạn bè tham gia khai thác cùng. Rồi, ok thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.